phá thanh năm 1945 tại thế ngày mùng 8 tháng Giêng dương lịch 1985. Đệ tử chúng con ở một già chi thành hưởng cầu thơm báo từ bi gia hộ chương linh hướng tâm bồ đề lòng lớn dứt sạch nghiệp chướng sâu dày sanh về thế giới an lành khắp độ chúng sanh đồng thành tật nhị đạo hướng tâm đến đề giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trú tam bảo hiện tượng định này nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật đại bi quan thế âm bồ tát đại thế chí Bồ Tát Thánh Đại Hải Chúng Bồ nhân tiện đây tôi cũng xin
quý vị một phút yên lặng để tưởng nhớ anh người bạn hiếu, người đồng hành của anh Trần Văn Bá vừa mới mất cách đây 4 ngày, đó là anh Từ Lê Tuấn. Lễ tưởng niệm đến đây là chấm dứt. Ông Trần Văn Bá, cựu chủ tịch Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp từ 1973 đến 1980, giảng sư đại học ở Nanterre. Về nước hoạt động đấu tranh bí mật sau năm 1975, từng đưa biệt kích xâm nhập Việt Nam bằng đường biển. Ông cùng với các cộng tác viên bị bắt tại Cà Mau vào tháng 9 1984. Ông Trần Văn Bá đã bị xử tử hình vào ngày 8 tháng Giêng năm 1985 về tội gọi là phản quốc, lúc mới 40 tuổi. Là một người bạn từng tham gia đấu tranh cho dân chủ trong nhóm Trần Văn Bá ở Paris và cũng từng biểu tình đòi Hà Nội trả tự do cho anh khi bị bắt. Cuối cùng biết tin anh đã bị hành quyết thì biểu tình và để tang cho anh. Đã xúc động vô cùng và rất nhiều anh em đã đi tổ chức một cuộc biểu tình hôm đó và mọi người đã đeo tang để tưởng nhớ đến anh. Hồi năm ngoái khi mình đi sang Mỹ để dự cái lễ khánh thành cái bia tưởng niệm thuyền nhân ở tại Liège thì anh chị em ở đó đã có dịp đưa tôi đi thăm cái tấm bia của anh Trần Văn Bá để cũng ở tại cái nghĩa trang gần đó. Thì tôi cũng đã nghĩ tới không biết ngày nào anh ấy là người của Paris mà chưa được ở Paris. Và tôi nghĩ là lúc này có thể là cái tiếng nói đấu tranh dân chủ đang được cái thế giới nghe tới. Và chẳng hạn như ngày hôm nay là lá cờ vàng đã được đồng bào ở vùng Saint-Quentin-Yvelines vận động để được hai thành phố là Vaux-en-Bretagne và Montigny-le-Bretagne vinh danh cờ vàng treo cờ trong suốt mấy ngày. Và tôi nghĩ đây là lúc mà cộng đồng cũng cần phải lên tiếng nhiều hơn nữa để cho thế giới quan tâm hơn đến vấn đề đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Hồi tháng 11 năm ngoái, ông Trần Văn Bá được sáng hội xây dựng tượng đài tưởng niệm nạn nhân cộng sản trên thế giới, trao tặng huân chương tự do Truman Reagan trong buổi lễ diễn ra tại Sứ quán Hungary trong thủ đô Washington của Hoa Kỳ. Tại Liège, Vương quốc Mỹ cũng đã có một bia tưởng niệm ông. Ở thành phố Fortress, bang Virginia, Hoa Kỳ có một con đường mang tên Trần Văn Bá. Trở lại thời đấu tranh của nhà ái quốc Trần Văn Bá trong phiên tòa ở Sài Gòn hôm 14 tháng 12 năm 1984, ông cùng các bạn trong một tổ chức đấu tranh chống cộng đã bị kết tội gián điệp. Ông Trần Văn Bá không nhận tội, cũng không xin nhà nước ân xá, bị kết án tử hình cùng với các ông Mai Văn Hạnh, Lê Quốc Quân, Quỳnh Vĩnh Sanh, Hồ Thái Bạch. Các ông Bá, Quân và Bạch bị xử bắn ngày 8 tháng Giêng năm 1985. Ông Mai Văn Hạnh mất ngày 31 tháng 8 2001 tại Hoa Kỳ. Hài cốt của ông Bá được em của ông là tiến sĩ Trần Văn Tòng nhiều lần xin Hà Nội trao trả nhưng vẫn chưa được giải quyết. Nói lên nỗi niềm phấn luân, nước Việt Nam này vẫn còn lầm than, dân Việt Nam vẫn chưa thôi đoà đầy. Chết đi anh hùng vô biên, tay ghi súng ôm vết thương trào máu, tay còn với xoa tóc đưa con đầu. Tôi lên đường theo anh, con đường sáng chan chứa bao niềm thương, con đường mới dắt ta về tình người.